được biết đến là một trong những võ sĩ Muay Thái xuất sắc nhất mọi thời đại. Nung Ô đã giành được hầu hết mọi danh hiệu trong làng Muay. Thượng đài lần đầu tại nhà thi đấu Rajadamen, nổi tiếng ngay từ khi còn là một cậu thiếu niên. Nung Ô đã làm nên tên tuổi của mình với nhiều thành công vang dội. Nung Ô tên thật là Apichet Kotanon, anh sinh ngày 10 tháng 11 năm 1986 tại Saikonakon, thuộc vùng Đông Bắc Thái Lan. Anh bắt đầu quan tâm đến Muay Thái khi nhìn thấy trong những người hàng xóm của mình tập luyện. Nung Ô được mời đến tập luyện và sau một tháng tập, anh đã có trận đấu đầu tiên của mình và khi đó Nung Ô mới 9 tuổi. Hiện tại anh là một võ sĩ Muay Thái người Thái, hiện đang ký hợp đồng với One Championship. Anh đã 4 lần vô địch của đấu trường Lumpini, 1 lần tại Rajadamen và là nhà vô địch thế giới Muay Thái hạng Bantamweight đầu tiên ở 3 hạng đấu. Tính đến ngày 16 tháng 8 năm 2024, anh lần lượt xếp thứ 2 và 5 ở bảng xếp hạng One Bantamweight, Muay Thái và Kickboxing. Trước đó, sau khi tạm dừng tập Muay vào năm 2015, anh trở thành huấn luyện viên của Muay tại Evon MMA tại Singapore cho đến khi rời phòng tập này vào tháng 9 năm 2022. Sau một thời gian tạm nghỉ thi đấu để chuyển đến Singapore và làm huấn luyện, Nung Ô đã trở lại vào năm 2018 khi One Championship công bố định dạng đánh mới của họ có tên là One Super Series. Nung Ô ra mắt vào ngày 20 tháng 4 tại One Championship Hero of Honor và đánh bại Fabio Pinca bằng quyết định đồng thuận từ phía các trọng tài. Từ đó về sau, anh là nhà vô địch Muay Thái ở 7 hạng cân, đã giành được 2 danh hiệu vô địch Thái Lan, 1 danh hiệu vô địch tại sân Rajadamen và 3 danh hiệu tại Lumpini. Ngoài ra, Nung Ô còn có thêm 1 danh hiệu vô địch tại One Championship tính đến tháng 12 của năm 2020. Anh là võ sĩ Pound for Pound số 4 trên thế giới theo tờ The Nation. Huyền thoại Muay Thái này đã có trên 300 trận đấu chuyên nghiệp, trong đó cụ thể Nung Ô có 266 trận thắng, 57 trận thua và 10 trận hòa. Và giờ đây, mục tiêu của Nung Ô là khẳng định vị trí của mình trong hàng ngũ những tay đấm xuất sắc nhất của One bằng việc giữ phong độ và giành lấy mọi danh hiệu trong mọi cơ hội mà anh được thi đấu. Và bây giờ, hãy cùng kênh Sao Thể Thao điểm qua những trận đánh được coi là kinh điển của huyền thoại sông Apichet Kotanon hay với cái tên sát thủ Nung Ô.
Chi phí. Five, six, seven, eight.